Thôi em xin kính chào quý vị anh chị nha. Thì hôm nay cũng mấy ngày hôm qua với ngày hôm nay thì em Trung cũng được nam tờ ở đại lý của em nha anh chị, ở đường Hai Thông Bình, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi nha anh vậy. Anh chị cô bác. Thì cái ngày 4 tháng 11 nè. Đó thì cái con 07434 này Phú Yên nè. Đó, số số miền Trung nha anh chị. Phú Yên nè, cái đây thì em mới Trung mới lấy về nè. Đó anh chị mới lấy về nè, 74334 này Phú Yên nè. À, mày bó 20 tờ nha anh chị. Em được 20 tờ, còn 10 tờ ở dưới Quảng Ngãi người ta két ra. Nhưng mà hiện giờ em mới Trung được cái nam tờ. Hôm qua Trung 4 tờ, hôm nay Trung được tờ nam tờ, còn mấy tờ đặc biệt, 3 tờ đặc biệt nữa nha anh chị. Đó thì cái đây hồi sáng em có lên như này. Có lên tiền nhà tiền chủ người ta Trung tiền nha anh chị. Trung cái con này nè. Anh chị, đây xuống chung tiền nè. Tôi quay video sơ sơ lại đó anh chị. Có qua chúng có chung đây nữa nè. Chung qua chung ở tình vô nè. Em cái đây chung anh em mình anh chúng ba tờ nè anh chị. Thì chúng ba tờ nè. Qua chuyển khoản nè, chuyển khoản nè quý vị. Ở đây là hôm qua này, chuyển khoản này. Đây nè, đây chuyển khoản nè anh chị, chúng 2 2 7 2 4 3 4 này, đây số 3 của thằng 2 này chúng là tới 3 tờ nè anh chị. Đó chuyển khoản là 150 triệu nha anh, chuyển khoản 150 triệu á đó. Đó thì nhà người ta chuyển khoản luôn nha anh chị. Còn cái tờ đó là 2 số 2 1 số 3, còn ở đây tại đây số 4 đó, là còn 2 tờ nữa. Hôm qua đêm mình đem xuống Quảng Ngãi rồi, mình có 2 tờ đâu để em chụp hình coi coi. Để em qua cho anh chị mình xem nha. Đây cái tờ đó là để coi, để đây, cái tờ là khó này. Tờ đây. À rồi rồi rồi. Qua chụp. Đó, anh hôm bón trúng nha anh Hòa nè mấy vị. Anh Hòa bón trúng của anh chị Thủy chị Lệ nha. Có mấy tờ ghi chụp hình đâu rồi, để đâu. Đây mình cho mình ảnh nha mấy bạn. Mình ảnh là trúng nè. Đại lý mình trúng đặc biệt quán đây mình chụp cái đây. Đây mấy bạn, đây nè, số 6 rồi nè. Số 6 nè. 67434 nè. 67434. Vừa nãy là 2 số 2 1 số 3, số 6 nữa nè. Số 4 nữa nè anh chị thấy không? Đó. Thì năm nay cũng may mắn là mình mới làm đại lý thôi, nhưng mà mình trúng về đặc biệt cũng về mình đó. Cũng may mắn như vậy, về đặc biệt mà hiện giờ mấy về đặc biệt mà không biết ta đi xuống thành phố ta nhận hay sao mà không thấy tới đây nha anh chị. Tới đây thì mình vẫn trúng bình thường nha anh chị của quốc đó. Mình đại lý cấp 2 nhỏ, nhưng mà mình liên thông với đại lý tổng đại lý đó, cho nên là người ta làm có gì mình liên hệ là trúng hết nha anh chị đó. Thì cảm ơn quý vị anh chị đã yêu mấy mà xem video của em nha. Đó, trong thời gian qua thì anh chị vẫn ủng hộ xem, đăng ký, bấm like. Em cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc cho anh chị mình may mắn phát lộc phát tài nha anh chị. 10.000 mình trúng 2 tỷ quá đỏ nha anh chị. Không buông gì là bàn. Mình tiếc nha anh chị. Nếu bữa mình lấy một tờ đó đi, mình cũng thích số 4334 mà bữa mình không thấy, cho mình thấy mình lấy được tờ hàng không đi, nàng kiếm 2 tỷ rồi. Nay mình ngon rồi anh chị, em lên để doa rồi. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha. Chúc anh chị mình thường xuyên mua vé số nha. Đúng nha anh chị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị nha. Đó, đây là một tờ mình sẽ đem xuống dưới công ty nha anh chị. À, chiều nay mình sẽ đem xuống. Đó rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị. À.